xin chào tất cả anh em cùng cơ sở giải đầu tiên của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em, bổ túc thêm cho anh em cách tính xí ngầu này. Bởi vì là mọi ngày mình chia sẻ, video trước mình chia sẻ anh em là tính điểm phiên này, điểm lịch sử phiên này, đúng không? Hôm nay mình chia sẻ anh em cách tính điểm xí ngầu nữa nha. Và thông thường cái điểm xí ngầu có 3 điểm, đúng không? Ví dụ như là xí ngầu 1, xí ngầu 2 và xí ngầu 3. Sẽ có 3 điểm xí ngầu tương ứng với 3 kết quả, 3 kết quả 6 mặt khác nhau, đúng không? Thì khi mà xí ngầu 1 để ra, mình lấy con số ví dụ anh em nhé. Khi mà anh em gặp phải những con số trong cái phiên chơi của anh em thì anh em sẽ chủ động là anh em sẽ tính cái điểm đấy. Lúc phải là đợi chỉ bao giờ nó trùng hợp với cái điểm số của mình đây thì mình vào 4 thôi. Đấy. Đây thì xí ngầu 1 thì anh có thể là lấy ví dụ là 4, xí ngầu 2 là 3, xí ngầu 3 là 6 đi. Đây là một con tài 13. Thì chung quy ra thì khi mà ba điểm xí ngầu này anh em sẽ tính như thế này. Ví dụ anh em sẽ lấy ví dụ 4 cộng hơn cho xí ngầu 3 này. Xí ngầu 4 cộng xí ngầu 3. 4 cộng xí ngầu 3. Ở đây là chúng ta là cho tiếp vào tổng phiên. Cái tổng phiên trước nó là con xỉu 6 này. Được chưa? Thì anh em sẽ ra 7, 7, 6, 13. Và hiện tại thì sau cái tài 12 này thì em bắt tiếp vào con tài 13 nữa. Đấy, cực kỳ là ok thôi. Thế thì lấy con số ví dụ xí ngầu tiếp. 4 cộng với 2 cộng với 13 thì 4 cộng với 2 là 6, 6 cộng với 13 là 19 là cái điểm này. Thì anh em bắt vào tiếp con tài cho mình thấy chưa? Đấy. Ví dụ 5 này cộng 93 là 4 này cộng 11 là chúng ta đã có là 20 cho. Thì tướng này là chẳng thể bắt đầu xỉu với mình, đúng chưa? Đây là một con tài này. Tài và đây là tiền xỉu này. Nói chung là tôi ghi ra một công thức này thì nó dễ thôi, nó không đòi hỏi anh em về tư duy quá là nhiều, anh em chỉ cần là biết cách tính nhanh một chút thôi. Nhưng mà bây giờ thì chẳng cần nhanh quá đâu, những cái con game bài biểu tượng hiện nay thì nó cho anh em cái thời gian thoải mái để có thể là soi và tính toán. Đấy, nó không như những con game ngày xưa thì nó hay có là ví dụ như con số quy chẳng hạn, nó hay có những cái thời gian rất là vội vàng, đúng không? Tuy là nó thời gian nó bằng nhau nhưng mà cái thời gian để mà vào vốn ấy, thì anh cần phải là nhanh, không là chắc bị dân cồn tưởng nó khó chịu. Là vì thế thì những con game đấy thì mình không nói, không kể đấy. Còn những con game mà lên bài của tỉnh hiện nay thì mình thấy là cái thời gian anh em vào thì 1-2 người vẫn có thể vào được vốn này, nó không trả tiền cồn cửa nên thoải mái là anh em phải tính toán chuẩn nhất và chính xác nhất thì anh em vào vốn nó ok nhất anh em nhé. Chứ đừng có vội vội vàng xong đó là bắt gậy không được, bắt theo cầu không xong này, rất là khó đúng không? Nên là vì thế anh em lưu ý cho mình. Ok, và tiếp tục. Nếu trong trường hợp là trọng hình thì làm sao? Bởi vì là tất cả chơi bố tài chính nó đều là có hai cái mặt của nó, một là nghịch một là thuận, chứ chẳng bao giờ chơi một cái là mượt mà chạy tắt đều mãi được như vậy anh em nhé. Nên là vì thế thì bây giờ chia sẻ thêm cho anh em cái xác suất bắt chạy nghịch nữa, được chưa? Và vẫn là như thế thì nó, nếu mà những kết quả như thế này thì nó sẽ là vẫn là 4 vẫn là 6 là 3 đi. Thì anh em sẽ đấy là tiếp tục xí ngầu vẫn là 1 2 xí ngầu 3 này. Thì em vẫn là lấy xí ngầu 4 cộng xí ngầu 3 cộng xí ngầu 2 đấy, có xí ngầu 2 nó sẽ là 4 này cộng với 3 này. Thế thì tiếp tục cộng với cho mình đó là cái điểm tổng phiên đó là 7 này và 14. Thì cái này nó không phải là về xỉu nó chạy nghịch, thì đây nó sẽ là lên tài, mình chọn cái đường chạy lên tài. Thế thì 3 tiếng này thì sẽ theo cầu thuận anh em nhé. Đó. Và tiếp tục ví dụ như trên này mình sẽ lấy con sống trên này thôi, sẽ vào ví dụ 4 cộng với 4 bằng 8, 8 cộng với 6 thì chúng ta có đây sẽ là một con tài 14 tiếp. Thì tiếng này mình sẽ có thể tài tiếp thôi, chạy nghịch mà. Thì bây giờ sẽ là 5 cộng 4 cộng với 11 chẳng hạn
thì bây giờ nó sẽ là 20. Thì cái này vẫn là chỉ thì nó vẫn là tài tiếp, nó chắc chắn là đúng không? Còn nếu mà nó xảy ra đây là 21 chẳng hạn, thì nó mất 10 sẽ đơn giản. Và đây là cái công thức lá chảy nghịch anh em nhá. Chạy nghịch. Nên là vì thế anh em hãy để ý cho mình, khi mà gặp phải những cái dạng cầu khó, anh em thì áp dụng cái điểm so sánh đầu này vào và anh em chơi. Nó có lợi nhuận rất là cao, ví dụ nó có thể mang về cho anh em từ những cái mức vốn lời từ tầm 10 đến 20 củ rất là dễ. Mình chỉ cần là 56 tay, mỗi tay nó đến đều là 2 củ thì cái số đấy thì nó rất đơn giản, đúng không? Nên là mình thấy dù vật chơi khó chân nào cũng được, thì anh em chỉ cần là tính chuẩn cho mình là anh em sẽ có được cái tỷ lệ thành công cao rồi. Chứ nhiều ông là tính sai thì gần sai một con số rồi. Ví dụ như là cái điểm lẻ thì sai một số là bên trắng, thì kết quả nó chuyển sang ngày khác rồi, đúng không? Dù anh em bắt và tính đúng rồi nhưng mà cái số này nó lại khác thì nó thành ra là sai ngay. Nên là vì thế thì chơi cũng là phải tập trung vào và đừng có bỏ qua một cái phiên nào, đúng không? Một khi là chơi rồi thì chơi hết đi, đủ để thành công, để đôi kèo đi, thì anh em nghỉ ngơi ngồi vào phiên sau cũng được. Chứ đừng mà có chơi cũng đang theo cái dạng cầu nó chạy đều như ngày rồi mà tự nhiên lại bỏ hay là nghỉ một tay thì rất là khó kiểm soát được anh em nhé. Ok, thì đây là một công thức chơi điểm chỉ ngầu của mình. Chỉ ngầu 2 cộng chỉ ngầu 2 cộng với là chỉ ngầu 3 cộng cho tổng phiên chúng ta có kết quả. Được chưa? Đây là công thức khá là chuẩn xác của mình. Nên là vì thế dù chơi đến trong nào nhưng em cứ phải là bình tĩnh, tự tin và đưa ra được cái bước đi chính xác nhất thì anh em có lãi ok nhất. Thế thì bây giờ là mình sẽ kết thúc ở đây. Chúc anh em bán thành công với công thức tính chính ngầu này của mình. Ok, chào tất cả anh em. Hẹn mọi người và anh em ở những video sau nhé. Bye bye.